Xin chào anh chị mình buổi chiều hôm nay thì em có cập nhật cho anh chị mình là một bộ mẹ con được 3 bê nha anh chị Bây giờ em quay cái con bò bê con trước nha Bò con này em kiểm tra rồi xé tích nói là đóng nghiêm chỉnh nha Anh chị mình coi cái cặp mông của nó nè Đó nó cần cứng luôn nha anh chị Cái con bò con này thì nó như là cái con bò đực bà 3 bê mà dòng F2 nha anh chị Nó căng cứng rất là đẹp ha đó, con bò này siêu lật nha anh chị Lưng vai đều hở rất nha anh chị Giò cẳng cu giái đều hoàn thiện đủ hai hòn hết cho anh chị mình nha thì cái con bò bê con này thì nó được gần 4 tháng và chiều cao thì em đã đo rồi. Con bò này thì em đo ngay xé lưng thì nó cao là 9 tắc mốt nha anh chị. Đó 9 tắc mốt ha. Gần 4 tháng lông da đen. Thì con bò bê con này thì hồi nhỏ anh chị thì nó có nổi viêm da. Nó nổi hai cái bị tai ha. Này tai mà giờ hết rồi nha anh chị. Đó nó chỉ có vậy thôi nha. Đó bò này giờ anh chị mình đem về nuôi á. Anh chị mình nuôi tầm khoảng 5-6 tháng nữa. Anh chị mình tách ra riêng cái con bò con này anh chị bán cũng mười mấy triệu nha anh chị con bò này thì anh chị thấy không em quay xa lên chị mình thấy cái hình ảnh cái con bò anh chị ha rất là đẹp bò nha anh chị bò đẹp thì em nói đẹp nha cơ thì em nói cơ muối nha anh chị đó cũng như anh chị mình thấy bò gì thấy đít căng cứng nha anh chị ha như f 2 luôn rất là đẹp đó gần 4 tháng lông da đang thui nha đó, bò con này sau này anh chị nuôi là có tương lai nha anh chị rồi bây giờ thì em sang em quay cái con bò cái mẹ đó cho anh chị mình coi luôn nha bò mẹ nó thì em gớt màu đen nha sáng mặt sáng lưng thì đóng nghiêm chỉnh hết bò này thì nó mát sữa nha anh chị đó cái bầu vú anh chị thấy anh chị tê không anh chị đó giò cẳng là xương cói ha móng sò đó bò này thì xương sóc thì rất là cọm bò ha nó mang cái bầu vú mà hết biết cái con bò nha anh chị bò này anh chị mình đem về có mấy cái con bò bê nhỏ nhỏ anh chị anh chị mình kiếm con cái anh chị mình tách cho mình cáp vô cái con bò này cho bú ké luôn cũng được nha tại sữa mấy cái dòng này thì nó nhiều lắm nha nói chung là mấy cái dòng bò mà nó mát sữa thì lúc nào cái bầu vú anh chị thấy nó mang cái bầu vú anh chị hết biết ha căng cứng luôn anh chị á bò con thì nó mời nó muốn không hết luôn nha còn dư sữa luôn nha anh chị đó mẹ này thì mẹ tơ mới để lưới đầu nha anh chị mới rớt có hai đầu răng nha đó bò này thì em đo ngay sẽ lưng thì cao là một m hai bò nha anh chị bò mẹ này đo ngay sẽ lưng nha mét hai bò thì cái con bò mẹ này thì em có hỏi chủ nhà trước người ta nuôi là người ta có cấy ra rồi nha anh chị cấy cũng là ba b luôn nha để chủ nhà này em thấy là anh cấy toàn ba b không à bò này thì cấy được một tháng 18 ngày nha anh chị đó thì cho nhỏ tháng quá em chưa khám được ha về cô chú anh chị mình nuôi cỡ tháng rưỡi nữa cái anh chị mình nhờ cô giờ qua khám lại ha chữa đi nhờ nha anh chị tại bò này em có hỏi thăm chủ nhà kỹ rồi nha đã có cái đại rồi nha cái tin là ba b luôn nha anh chị đó bò mẹ này thì nói chung là em bao cho anh chị mình tặc lỗi ha bao lòi lú cho anh chị mình 6 tháng nha đó về anh chị kiến tâm nuôi anh chị thấy mẹ con này ha đáng đồng tiền bác cạo nha anh chị giá 25 triệu 500 ngàn nha anh chị 25 triệu 500 ngàn nha